Tươi. Anh Héo đấy à? Em lên xe, anh Đèo đi làm. Đến giờ rồi. Em có người đón rồi, anh đi trước đi. Này có người đón rồi à? Mà anh chuẩn bị tất cả đồ ăn cho em đây này. Đây, sữa Phúc Linh này em, bánh mì nữa này em. Em ăn sáng rồi. Mà thôi, từ mai anh không phải mua đồ ăn sáng với đến đón em đi làm đâu. Tại vì em có người yêu rồi mà anh cứ làm thế này thì em ngại với người yêu lắm. Buồn quá nhỉ, sao em lại cứ từ chối những cái tình cảm của anh như thế. Em buồn lắm em ạ. Em cầm đấy. Anh. Em yêu. Mình đi thôi em. Em đi nhá. Bye bye. Ốc còn không bao nổi mình ốc để bắt cặp cho rêu nè. Anh biết em qua đây mà chờ. Ôi. Ôi, em thích uống sữa New Crown nhất đấy. Ôi, lại còn có là bánh mì nữa. Ôi, chuẩn người đàn ông của em rồi ấy. Này, phải làm chồng em nhá. Cho em đi kéo lên cơ quan. Ôi dồi, gì đây? Ôi dồi. Ôi dồi. Này, em xem này. Cả gia tài của anh có mỗi một cái xe. Bây giờ em ngồi, ôi dồi thôi. Thế là bẹp hết cả cái bánh rồi. Anh lấy đâu ra xe mà đi làm nữa? Thì về làm rể bố em. Em mua hẳn cho anh một cái xe ô tô luôn. Bao nhiêu lần quay vào ô mất lượt với tươi rồi cứ cố làm gì. Hạ cánh thôi em này. Thôi, tôi không đứng để lằng nhằng với cô đâu. Ơ kìa, anh Hiếu. Còn lâu anh mới thoát được dậu em nhá. Em. Dạ. Anh thấy em mặc bộ này đẹp lắm. Đây là lần đầu tiên em mặc áo dài anh ạ. Yeah. Em nhìn kìa, cả cái dãy bờ sông này. Mai kia sẽ là một khu đô thị rất là lớn. Dọc cái con sông này, anh đã sang tên hết rồi đấy. Thật thế hả anh? Thật chứ em. Em không biết là anh là biệt hiệu là tuyên tiền tỷ và tiêu tiền quyển đấy. Em yêu anh thật lòng không? Tình yêu của em dành cho anh là chân thành anh ạ. Anh tin em. Sóng xô tìm bờ cát trắng như em đợi anh. Thời gian mang bao ký ức đưa em về bên anh, để xua đi bao nỗi nhớ tháng năm dài u buồn. Nhờ gió mang theo niềm vui, nhờ biển khơi trăm ngàn con sóng đưa ta về bên nhau. Tình ta đó lớn như đại dương, như bài ca ngày xưa em hát. Biển lặng yên vẫn luôn rào rạt, như tình anh luôn hướng về. Người yêu ơi, nhớ chăng tình
ngàn năm sau vẫn là mãi mãi, anh và em vẫn luôn tồn tại. Một tình yêu, một nỗi nhớ hôn môi. Tình ta đó lớn như đại dương, như bài ca ngày xưa em hát. Biển lặng yên vẫn luôn rào rạt, như tình anh luôn hướng về em. Người yêu ơi, nhớ chăng tình ta ngàn năm sau vẫn là mãi mãi, anh và em vẫn luôn tồn tại. Một tình yêu, một nỗi nhớ. Không ra gì với tôi. Cái đám đệ tử của ông ấy là một lũ ăn hại, có mỗi con danh con mà không làm được việc gì hết. Chúng nó nhầm. Thành thật xin lỗi bà, chính bản thân tôi cũng nhầm. Tôi cứ nghĩ cậu phi công ấy là con trai lớn của bà. Phi công nào? Thằng đấy là thằng chồng tôi đấy. À, khá quá nhỉ. Đúng là rất lạ. Chúc bà hạnh phúc. Nhưng lần này thì bà yên tâm, tôi đã mời hai nữ thám tử nổi tiếng của thế giới về đây. Đó là một nữ thám tử từ châu Âu, em. À, xin chào. Tôi tên là Andrea. Biệt danh là Anime Cục. Cục là như thế nào? Cục, gâm khổ, em nói lại đi. Anime Cục. 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 Dạ. Cục. Dạ. Cục. Còn đây là nữ thám tử nổi tiếng từ Đài Loan, người Đài Loan nhưng mà gốc Việt. Hiện tại cô đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Em giới thiệu đi. Chào bà, tôi là Anemia Đào. Nên nhớ, nếu như lần này hỏng việc thì không những anh không lấy được 50% tiền còn lại, mà tôi sẽ xóa sổ tên trí chuột khỏi vùng đất này. Anh đã hiểu ý tôi nói rồi chứ? Cầm lấy. Lần này thì bà hoàn toàn yên tâm. Thám tử ngoại cơ mà. Tôi chờ tin ông. Đừng để tôi thất vọng một lần nữa nha. Chào bà. Xin chào. Xin chào bà. Đại ca, hôm nay trúng mánh à? Lắm tiền thế. Lúc nào đại ca chẳng lắm tiền à. Đại ca bây giờ có tiền rồi, ta đi mua hề. À, này thằng kia, thế từ sáng giờ này mày bú mấy bình rồi? Mười. Thằng này mới bình thứ 10, em bình thứ 9. Thế hai thằng chúng mày thì bú sữa, bú thi đấy à? Hả? Vìa! Vìa! Xin mời hai em, chúng ta đi ăn. Hôm nay anh mời hai em đến nhà hàng Hưng Long, đẳng cấp châu Âu luôn. Giống Tây Ban Nha, rượu phang. Ồ, giống Tây Ban Nha. Sao lại Tây Ban Nha? Mời hai em.
Tuyệt vời. Xin chào. Em chúc anh chị ngon miệng ạ. Cảm ơn. Các em thấy thế nào? Hôm nay lần đầu tiên làm việc với các em, chính vì thế cho nên anh đưa hai em đến nhà hàng Hưng Long. Phải nói là sự mong đến của rất nhiều những người sành ăn trên toàn Đông Nam Á. Đấy, bởi vì Hưng Long có những món ăn phải nói là ngon độc lạ, và đặc biệt có những chai rượu phải nói là em về các nước chúng em nhá. Em cứ đi mỏi chân nhá, rời chân ra cũng không kiếm được. Đấy, nó hay như thế. Đồ ăn rất ngon, ngon bên Tây Ban Nha. Ôi. Rất giống Tây Ban Nha. Giống Tây Ban Nha. Cái này Tây Ban Nha này chứ. Rất ngon, rất ngon. Em thấy thế nào? Anh ơi, cứ như thế này thì em không muốn về bển nữa đâu. Em sẽ định cư ở đây luôn á. Em không muốn về Đài Loan gì. Đúng rồi. Thế thì cứ ngoan, cái gì cũng có. Dạ. Thú thật với hai em thế này, anh có một lũ đệ tử phải nói là anh đầu tư rất kỹ. Chúng nó ăn rất tốn công tốn của anh ấy, vậy mà làm ăn không ra làm sao cả. Chính vì thế hôm nay mời hai em về đây, chúng ta sẽ cố gắng cộng tác với nhau cho nó ngọt ngào nhé. Yên tâm, yên tâm. Em từ Tây Ban Nha, từ bên về Việt Nam. Anh 100% yên tâm, không phải lo lắng, không phải nghỉ. Gặp nhau thì nó phải ăn chơi cho thật kỹ. Nào, 1, 2, 3. Yo. Anh ơi, anh yên tâm nha. Anh đã tin tưởng tụi em rồi, là anh không phải nghĩ cái gì hết á. Nghỉ nó nghỉ nào, đã gần em mới là anh phải làm việc. Không có nghỉ. Anh nhớ đó nha. Anh đùa rồi. Thôi ơi, mời bọn em ăn ăn đi, dùng đi. Không nhớ thì tụt một số thứ đấy. Tụt cái gì? Ví dụ tụt huyết áp chẳng hạn. Đói mà. Ăn đi em. Này, dùng đi. Em. Come on anh. Ui. Rất ngon. Đấy, ngon. Ngon tầm cỡ thế giới luôn. Ngon nào? Em à, thôi nâng ly gái. Chúc cho cái sự cộng tác của anh em mình thành công và mãi mãi bền vững nhá. Chắc chắn. Ủa? Anh chu đáo quá, em cảm ơn anh nhá. Thôi, anh về đi, đến giờ em vào làm rồi. Vậy tan ca anh đón ăn đi ăn. Anh về cẩn thận nhá. Ơi, đang ở công ty mà anh. Em đi nhá. Bye bye Holly. Anh. Em nói thật nhá, anh bao nhiêu gái anh việc gì phải theo đuổi con này. Con này mỗi cái hát hay, còn ngoài ra em chẳng thấy có cái gì ấn tượng cả. Nhưng mà phải nói là quả quả lốp láp em thề với anh ấy, chẳng chứ cua gạch như anh nhở. Im, mày biết cái gì mà chó mõm à?
còn hơn cái loại đi quàng đi xiên đi xiên đi quang. Này các anh ta, thích ăn cơm hay là ăn cháo? Thì đến nước này có gì ăn tuốt. Lại ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thôi, tao vừa mới thấy thằng Thành chở con này vào công ty này này. Cái thằng này nhá, đã vô dụng lại còn mang tiền đi cho gái, nó lại còn đầu tư cả sữa An Phúc Linh cho con đấy. Thằng chó này, tao sẽ cho mày biết tay. Xé tung quần áo của con nặc nô đó, quay clip tung lên mạng, để cả đời này nó không bao giờ ngóc đầu lên nổi. I wanna see you peacock, cock, your peacock, cock, your peacock, cock, cock. Em đây. Tao vừa thấy nó chở con Danh đấy vào công ty giấy Sino. Bây giờ nhá, mày phải theo dõi nó 24/24 cho tao, biết chưa? Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Thôi, về nhà đi rồi tính tiếp. Em về trước nhá. Về nhá. Ôi trời ơi, lên xe anh trở về. Nhanh. Anh cứ về trước đi. Ôi kìa, tôi buồn cười thật. Nắng nồi thế này anh trở về làm sao đâu. Thì anh cứ về trước đi, tôi đi bộ về cũng được. Em buồn cười nhỉ, sao em cứ khó khăn với anh thế nhỉ. Tôi có khó gì đâu. Một lần trong đời anh trở em về cũng làm sao đâu. Em cứ bị nặng nề với anh thế. Nhìn anh với con mắt nó không được thiện cảm thế nào. Anh bị làm sao đấy? Em nhìn người ta thì em nhìn người ta thì âu yếm nó kia. Nhìn anh không có thiện cảm thế nào. Thôi tốt nhất là em lên xe đi. Lên xe anh trở về. Anh năn nỉ em. Đi lên. Thì anh cứ bỏ ra. Ở đây này, anh không kéo làm sao em lên ở đây. Ngồi lên em. Có gì đâu đấy. Cứ nhìn nhau không được thiện cảm thế lắm. Anh đi cẩn thận đấy. Ừ, yên tâm. Nghĩ nó buồn. Nặng thế gì anh nghèo. Tươi. Thôi anh về đi. Từ giờ anh đừng theo đuổi em làm gì nữa. Em có người yêu rồi. Anh làm vậy em khó xử lắm. Mà từ bé đến giờ mẹ anh cũng có ưng em đâu. Thì bây giờ Tươi yêu ai đấy là quyền của Tươi. Anh không quan tâm. Nhưng mà Tươi đừng có hắt hủi anh như thế. Anh cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm anh ạ. Khó nói gì. Cũng gần đấy thời gian anh theo đuổi Tươi mà Tươi vẫn chưa hiểu anh à. Tươi quên hết những kỷ niệm của hai chúng mình. Quên cây đa bến nước con đỏ. Quên những cái buổi hẹn hò. Tươi quên hết rồi. À, Tươi còn nhớ cũng chỗ này. Hai chúng mình hát về gì Tươi còn nhớ. Em nhớ chứ. Trăng bay lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mang, mùa thu vàng hoa cúc chỉ còn anh và em
chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chỉ còn anh và em, tình ta như hàng cây đa yên mùa bão gió. Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Thời gian như ngọn gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi. Chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Kia bao người yêu mới đi qua vùng heo mây, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Trắng bay lá vàng thưa thớt quá, vài trắng lá về rừng mùa thu đi cùng lá. Mùa thu xa biển cả theo sóng nước mênh mông, mùa thu vào hoa cúc. Chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ. Chỉ còn anh và em, tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió. Tình ta như dòng sông đã yên mùa thác lũ. Thời gian như ngọn gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo người đi mãi. Chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Kìa bao người yêu mới đi qua vùng heo mây, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở bao người yêu mới đi qua vùng heo mây, chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu. Hôm nay anh
đưa em đến nhà hàng Đầu Lấm Gia Khánh, là một nhà hàng ngon bậc nhất hiện nay tại thành nơi này. Em phải xứng đáng được đến những nơi như thế này. Thế ạ, lần đầu tiên em được đến đây đấy, nhà hàng sang trọng thật. Sau này em là vợ của anh ấy, thì anh sẽ thường xuyên dẫn em đến đây ăn. Em xứng đáng được đến những nơi sang trọng và lịch sự như thế này. Em cho anh nhận lời. Em, đây là những loại lấm 100% từ thiên nhiên. Thế ạ? Ăn rất là đẹp da cho em đấy. Em. Em xin. Nấm ở nhà hàng này là toàn từ thiên nhiên, được tuyển chọn rất là kỹ càng đấy. Rất ngon anh ạ. Đầu Lấm Gia Khánh là một nhà hàng có thương hiệu nhiều năm ở nơi đây, nên là rất là ngon. Em ơi, mình nâng ly chúc cho tình yêu của chúng ta mãi mãi bền vững. Tặng em này. Gì đấy anh? Kumasigon à? Giúp xương khớp chắc khỏe, tăng trưởng chiều cao, bổ sung collagen, giúp da săn chắc, sáng mịn, giảm lão hóa. Đấy, thì tốt cho em đấy. Dạ. Cảm ơn anh. Nhiều thế hả anh? Còn cái sữa này này em này. À, sữa New Ground à? Chế độ ăn đặc biệt. À, chắc là dành cho người giảm cân. Tốt cho em đấy. Cảm ơn anh. Từ mai em nghỉ việc đi, mọi thứ anh sẽ lo cho em. Anh sẽ lo cho em từ A đến Z luôn. Em muốn độc lập về kinh tế anh ạ. Với lại nhà em còn có mẹ già và em nhỏ nữa, thành ra là em vẫn muốn đi làm. Thưa bà, ông chủ kia tiền của anh thì cũng là tiền của em. Xe của anh cũng là xe của em. Tất cả những gì của anh là của em. Vì đơn giản, em là vợ của anh. Cảm ơn anh. Vậy Tết này anh nhớ về ra mắt bố mẹ và họ hàng anh nhé. Anh sẽ cố gắng sắp xếp. Bởi vì anh cũng còn phải đi hôm này bà kia, thì trong công việc nó cũng nặng rồi. Vậy anh thì cố gắng nhé. Mà bây giờ mày mang tiền cho gái đúng không? Vợ anh cũng chỉ là bị dụ dỗ thôi. Câu này tao nghe quá quen rồi nhá. Thế còn con này, mày ăn gan hùm hay sao? Mày dám cướp chồng bà? Dạ. Hả? Dạ, thưa bà, là anh ấy nói với con là anh ấy chưa có gia đình ạ. Chưa có gia đình à? Dạ. Chưa có gia đình. Chưa có gia đình này. Chúng mày đánh chết anh tao rồi à? Ôi trời, mày đố tao à? Ôi, em chào bà. Mày mang ngay nó về nhà cho tao. Mang ngay. Dạ. Tất cả chúng mày xé xác con này ra cho tao. Xé xác. Em bảo anh rồi, tay bà mang to lắm, thấm lắm. Cái loại dám cướp cướp chồng của người khác à? Dạ, em xin ạ. Xin lỗi, em bị hoan ạ. Bây giờ mừng xử lý là mừng anh. Làm răng bằng răng, ok. Mày đi nhà, tấn đầu gần cho tao. Quay cái tùm đó lên mày. Em xin lỗi, em cướp chồng này, cướp chồng này. Thank you.
đang bị đánh ghen ở Mỹ ngoài đường kìa. Lại còn phát livestream nữa đấy. Ôi giời ơi. Anh ra xem nào đi nhá. Đã bảo rồi là đừng có dây với cái bọn đấy. Được đâu. Ôi ơi. Bảo rồi. Đi nhanh lên. Ôi, xin chào bà. Bà thấy lần này quân của tôi làm việc đã chuyên nghiệp chưa? Quân của anh làm việc rất tốt, rất chuyên nghiệp. Đấy. Tôi sẽ trọng thưởng. Trọng thưởng? Quan trọng là bao nhiêu ấy? Gấp đôi. Gấp đôi? Xin cảm ơn bà. Gấp đôi. Em chúc mừng đại ca. À, sẽ thưởng một chuyến du thuyền. Dạ. Quay chết đi. Tất cả dừng lại. Tao đã báo công an hết cả rồi nhá. À, lại là cái thằng cha này. Mày đến đây làm gì? À, lại là cái con này à. Cứu em. Này, rồi chúng mày sẽ biết nhá. Hôm nay may mắn cho mày. Bà tha. Tha nhá. Em khổ quá. Không sao. Em có đau không? Em khổ quá anh ơi. Thôi, đi về nhé. Hôm nay sẽ chiêu đãi hai em hai loại rượu. Nhưng mà chắc là mời bọn em uống rượu Tây thôi, cho nó sang trọng. Cảm ơn anh. Come on. Còn anh ấy trung thành với Chín Chu. Rượu Việt. À, Việt Nam. Ừ, Việt Nam. Xin mời. Come on. Mời em. Nào. Salud. Uống chút nha. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe và nó hoàn thành nhiệm vụ. Chúc sức khỏe. Hoàn thành công việc. Salud là gì? À, salud. Chúc sức khỏe Tây Ban Nha. À. Chúc sức khỏe. Yeah, salud. Cũng phải giới thiệu với bọn em. Công việc trinh thám ấy là cái việc mà chỉ tay trái thôi, còn việc chính của anh vẫn là bất động sản, ok? sản là đẻ, là sinh sản đó. À, em hiểu. Là nếu em muốn đẻ, em chỉ cần nằm bất động là đẻ. No. À, no. Không. No. Bất động sản đây có nghĩa là anh chuyên buôn nhà đất. Người ta gọi là bất động sản, hiểu không? À, nhà. Sorry. À, hiểu. Hiểu rồi, nhà. Ok. Nhầm lẫn lớn quá. Bất động sản mà thành sinh sản hay sao? Ok. À, bây giờ thế này nhá. Nếu hai em không chê, ở lại đây với anh nhá. Anh sẽ trích cho bọn em một chút đất. Này, úi dồi, anh có rất nhiều hecta, rất nhiều mảnh đất ở trong thị xã Thái Hòa ấy. Thái Hòa. Ừ, Thái Hòa. Ở đâu? Thái Hòa. À, thị xã Thái Hòa thuộc tỉnh Nghệ An nhé. Nếu bọn em ở lại đây, anh sẽ cắt cho bọn em nhé, mỗi đứa 1 hecta nhé. Sau đó anh tiếp tục anh nhấc một căn nhà nho nhỏ khoảng 500m² mặt sàn ấy, đặt vào đấy, rồi mỗi lần em rảnh rỗi em đưa bạn trai đến cho vào đấy tha hồ và đuổi nhau. Come on anh, nhiều. Andrea phải đi về Tây Ban Nha bởi vì công việc nhiều, không ở Việt Nam.
Không ở Việt Nam được phải không? Muốn về Tây Ban Nha gì? Sorry. Phải gọi là Tây Ban Nha. Nghe thế nào? Tây Ban Nha. Tây Ban Nha. Anh ơi, nếu mà Americup về Tây Ban Nha thì anh để hết quà lại cho em nha. Úi giời, này em ơi, này khôn như em ấy, quê anh đẩy. Mà này, Americup đi về rồi, về Tây Ban Nha rồi thì của em tất chứ còn gì nữa. Anh nhất anh. Ê, tao uống đi. Salud. Nào. Salud, sức khỏe, sức khỏe. Salud à? Tây Ban Nha, salud, sức khỏe. Salud. Một, hai, ba, salud nhá. Một, hai, ba, salud. Hôm nay rất vui. Rất vui. Đưa tay ra. Rất vui. Một, hai, ba, yeah. Lại đi em ra đây. À, anh đưa Tươi ra đây để Tươi tĩnh tâm, quên hết những cái chuyện buồn vừa xảy ra. Sao tất cả anh không giận em à? Anh nghĩ tất cả cũng chỉ là sự hiểu lầm. Mà khi đã yêu em ấy thì anh không biết giận. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã ở bên em những lúc em khó khăn nhất. Anh chỉ cần có em là anh vui rồi. Còn tất cả mọi khó khăn anh đều vượt qua mà. Và sau đây thì xin mời bộ phận xuất kho sẽ báo cáo kết quả trong tháng vừa rồi. Xin báo cáo với tất cả các đồng chí là bộ phận xuất kho của chúng tôi trong tháng vừa qua đạt sản lượng là 1.500 tấn. Vâng ạ, một cái con số rất là phấn khởi. Thì mong rằng cái thương hiệu của silo, giấy silo của chúng ta sang năm tới sẽ đến với mọi miền Tổ quốc, đến với 64 tỉnh thành phố. Và mong nữa rằng cái nhãn hiệu, cái thương hiệu silo là điểm tô cho cuộc sống. Đấy. Vâng, và nhãn hiệu giấy silo của chúng ta thì được sản xuất từ 100% bột giấy nguyên sinh. Và để đạt được những thành quả như vừa rồi, đó là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể công ty, ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên. Và hy vọng rằng là sang một năm mới thì chúng ta sẽ có nhiều kết quả và nhiều thành công mới hơn. Và bây giờ thì có ai có ý kiến thêm gì không? Em ạ. Xin mời. Dạ, em cảm ơn các anh các chị đã giúp em trong thời gian qua. Và riêng chị thì giữa em với chị có một chút hiểu lầm với nhau. Mong chị bỏ qua và thông cảm cho em ạ. Thôi. Những cái gì đã qua thì chúng ta nên cho qua. Và bước sang một năm mới Nhâm Dần 2022 thì tôi cũng xin chúc cho tất cả tập thể cán bộ công nhân viên của chúng ta một năm mới an khang, thịnh vượng, ấm no và hạnh phúc.